Xin chào các em, bây giờ cô sẽ dẫn các em giải bài 123 ở trang 53 trong sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2. Đề bài như sau. Nhân dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, một cửa hàng giảm giá 10% một số mặt hàng. Người bán hàng đã sửa lại giá của các mặt hàng ấy như sau. Như vậy, có 5 mặt hàng là A, B, C, D và E. Người ta cho các em các giá gốc ban đầu và giá mà người bán hàng đã sửa lại khi giảm 10%. Các em hãy kiểm tra xem người bán hàng tính giá mới có đúng hay không. Cô sẽ dẫn các em như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải tính số tiền 10% của các mặt hàng này. Sau đó khi giảm 10% thì chúng ta sẽ lấy giá gốc ban đầu mà người ta đã cho trừ đi giá giảm 10% này. Thì chúng ta sẽ ra giá hàng mà khi người ta đã sửa lại. Vậy để xem được giá hàng sửa lại đúng hay chưa thì chúng ta sẽ phải tính như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải tính 10% của mặt hàng A, tức là 10% của 35.000 sẽ bằng 10 phần 100 nhân với 35.000 sẽ bằng 3.500 đồng. Tiếp theo, chúng ta sẽ phải tính 10% của 120.000 là mặt hàng B sẽ bằng 10 phần 100 nhân với 120.000 là bằng 12.000 đồng. 10% của 67.000 là mặt hàng C là bằng 10 phần 100 nhân với 67.000 là bằng 6.700 đồng. 10% của mặt hàng D là 450.000 sẽ bằng 10 phần 100 nhân với 450 bằng 45.000 đồng. 10% của mặt hàng E là 240.000 sẽ bằng 10 phần 100 nhân với 240 là bằng 24.000 đồng. Như vậy, chúng ta đã tính được các số tiền 10% của tất cả các mặt hàng A, B, C, D và E. Thì chúng ta sẽ tính số tiền khi giảm 10% của các mặt hàng là, đầu tiên là mặt hàng A. Thì mặt hàng A giá gốc ban đầu là 35.000, chúng ta trừ đi 3.500 là giá giảm. Trừ 3.500 sẽ bằng 31.000 500 đồng. Như vậy, mặt hàng A của chúng ta, người bán hàng đã ghi sai. Ở đây là 33.000, thì vậy mặt hàng A của chúng ta đã ghi sai. Tiếp theo, mặt hàng B. Mặt hàng B giá gốc là 120.000. Trừ đi 12.000 giá giảm là còn 108.000 đồng. Vậy mặt hàng B người bán hàng đã tính đúng. Mặt hàng C là 67.000. Trừ đi 6.700. Vậy sẽ bằng 60.000 300 đồng. Vậy mặt hàng C người bán hàng đã tính đúng. Tiếp theo mặt hàng D là 450.000. Trừ đi 45.000 giá giảm là sẽ bằng 405.000 đồng. Vậy mặt hàng D người ta đã tính sai. Tiếp theo mặt hàng E 240.000 trừ 24.000 sẽ bằng 216.000 đồng. Vậy mặt hàng E người ta đã tính đúng.
Như vậy có các mặt hàng tính sai là A và D, B, C, E đúng thì chúng ta sẽ kết luận. Vậy người bán hàng tính đúng các mặt hàng B, C và E, tính sai các mặt hàng A và D. Như vậy cô vừa dẫn các em giải xong bài 123 ở trong sách giáo khoa.